Chào các bác, đây là hộp đồng hồ của bác Thắng, số điện thoại cuối là 84. Đấy, các bác thấy là bên ngoài nó không ghi địa chỉ đâu, đúng không? Không ghi địa chỉ gì đâu, đó, góc cạnh này. Đấy, nên là thế em mới cần là các bác ghi địa chỉ ở trong hộp. Thì cái hộp này là khá là xịn sò và hộp này khá là to, đấy, nó bọc chống sốc khá là tốt đấy. Đồng hồ của bác hay bác mua ở đâu đây? Địa chỉ thương hiệu đây, lý ủy quyền đây, thư này, thẻ bảo hành này, đấy, thậm chí là người ta cái người 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 gửi người ta còn không biết bóc cái hộp này ra như nào cơ, đó, giá này 9.800.000, 9.800.000. Mã bảo hành này, không biết được đây này, cái thư của bác đây, bác ấy, em che địa chỉ đi các bác thông cảm nhé. Đồng hồ bị vào nước và vỡ kính nắp lưng, bác xử lý giúp em ạ. Quá dễ quá nhỉ, em nghe qua em đã thấy dễ làm rồi. Đấy, cái địa chỉ của bác này em che đi nhé, các bác thông cảm nhé. Công ty nên là mình không muốn làm ăn nên mình không muốn hộp này bọc rất là kỹ này các bác. Em sẽ lấy con dao em rạch ra. Cái người gửi người ta còn không muốn muốn tháo nữa, tại vì là nó khó tháo các bác. Đấy. Thế này, đấy, đúng như em nhận định tháo chỗ này, đó. 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 Hộp của nó đây. Nó bọc khá là ok đấy. Đây, cái túi của nó này, túi đựng này. Đây, chiếc đồng hồ của khách đây. Bọc khá là cẩn thận này. Đó. Rất là thơm nhá. Rất là thơm các bác ạ. Đấy. Rất là may có cái địa chỉ trong này, địa chỉ trong này thì là mới có thể biết được. Còn bên ngoài các bác thấy được gần như không ghi địa chỉ gì đâu, đúng không ạ? Đó. Cái này bác ấy mua từ năm đây, em che địa chỉ đi các bác thông cảm nhé. Từ ngày 26 tháng 4 năm 2022, đó, 26 tháng 4 năm 2022, đó. Hàng hãng nhưng mà mua 9.800.000 đúng không ạ? Đây, bác ghi trong này đây, trong cái thẻ này 9.800.000. Rồi. Em sẽ tháo cái đồng hồ này ra để kiểm tra. Bác nào cần liên hệ với em thì các bác vào Zalo nhé. Phía trên Zalo thì tìm kiếm, các bác đánh số điện thoại vào này. Và ra Zalo của em. Các bác nhắn tin giúp em nhé, các bác đừng gọi ạ. Khi nào rảnh em sẽ phản hồi lại cho các bác. Đó. Thì trong quá trình làm em không đeo găng tay bao giờ đâu. Đó, nó thực với các bác thế. Nhưng mà em đều phải rửa tay trước hết trước khi làm. Đó. Cái thư này bác ấy yêu cầu nước vào chống nước, đúng không ạ? Và vỡ nắp kính nắp mặt sau đây, mặt kính đằng sau này đây, còn móp được các bác này, còn móp cơ, các bác này móp này, đó. Vẫn chạy bình thường nhưng mà bị vỡ mặt kính và móp chống nước, đó. Đó. Và đấy, vẫn đang chạy nhé, hiện tại vẫn đang chạy, em cót căng một tí để theo dõi. Rồi em sẽ rút ra em chỉnh giờ xem là nó có nhảy lịch không. À, vẫn nhảy lịch chưa bác nhé, vẫn nhảy lịch nhé. Rồi thì em lấy lại giờ hiện tại. Hiện tại 2 giờ hơn. Đóng vào. Lên cót cho lên chạy một tí. Đó.
vẫn đang chạy. Vậy thì bác này bác yêu cầu một là thay mặt kính này, hai là thay chống nước, dễ quá đúng không? Ít khi em gặp được cái đồng hồ làm đơn giản thế này đấy, thực các bác ấy. Cái chỗ này nó không 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 lộ cái chỗ hở ra để mình tháo ra, thì mình sẽ tháo khéo, tìm cái chỗ này nước vào chống nước và thay mặt kính thôi, dễ quá đúng không, nhẹ nhàng. Mình đồ gõ, em gõ. Đây là con này là nắp nắp cậy các bác nhé. Đó. Đây này, móp này các bác này. Đây này chúng ta phải nắn lại cái này. Không biết là mà râm kính nó có rơi vào trong máy không? Em chỉ sợ râm kính nó rơi vào trong máy thôi. Đó, thì mình phải làm gì? Mình phải lau dầu. Đây này các bác này, nó có cái bẩn này, nó vào này, thấy không? Bẩn bẩn này. Đó, đen đen này. Đó. Em chỉ sợ thế thôi, đúng không? Đây này, các bác nhìn thấy không? Đó, đây này, bẩn này, thấy không? Nó rơi vào trong máy là đứng máy thôi mà. Đặc biệt răm kính như này, đây nhá, răm kính vẫn còn nguyên nhá. Đây. Vẫn còn nhá, em zoom lại gần cho các bác nhìn nhá, không lại bảo em nó điêu, đúng không? Này, răm kính này. Cái này rơi vào máy là đứng máy luôn, trên máy luôn đấy. Đó. Đúng không? Mấy các bác có nhìn rõ không? Đấy cái răm kính này. Răm kính này em lấy đây các bác xem nhá. Em nói có đúng không nhá, lại bảo em nói điêu. Nhiều bác bảo em nói điêu. Rồi lại văn vở đấy cơ. Khổ thế, đây này, này. Này, đấy, răm kính này. Thế thì con này theo em ấy, em cũng góp ý luôn, không phải là em vẽ bệnh ra để mà em lấy tiền đâu. Như thế này thì chắc chắn trong máy thì vẫn còn còn kính đấy. Nó chưa chưa rơi vào trong máy nên là nó chưa chết thôi. Tức là nó có thể nó dính quanh đây. Thì theo em con này nên lau dầu đi. Nên lau dầu đấy bác nhá. Đó, thì này an toàn cho máy. Chứ không thì nó rơi vào chết hỏng bất cứ lúc nào đúng không ạ? Đó. Vậy thì con này bác yêu cầu chỉ có một là thay kính, hai là chống nước thôi, khá là đơn giản đúng không ạ? Dễ quá. Nhẹ nhàng quá. Chứ em ít khi gặp con đồng hồ làm đơn giản. Con này đây. Đó, này các bạn. Đó. Sẽ thay cái kính khác. Vào đây. Tức là em phải làm cái này phải ép, ép cho nó phẳng cái này đó. Đó, ép cho nó phẳng cái này ra, sau đó là em mới thay kính nhá. Em mới thay kính, gắn kính. Đó. Rồi mới chống nước. Rồi các bạn. Đó. Đây vẫn đang chạy nhưng mà theo em thì nên lau dầu đi nhá. Đó. Rồi. Đấy, cái râm kính vẫn còn này các bạn. Đấy, râm kính vẫn còn này. Đó. Rồi. Đấy là con đồng hồ của bác Thắng. Ở đâu nhỉ, để xem lại xem nào. Mình nhớ này. Bác này ở Phú Thọ các bác ạ. Ở Phú Thọ nhé. Đây này. Thắng ở Phú Thọ rồi các bác. Đấy. Thắng ở Phú Thọ. Đó. Bên ngoài nó không ghi địa chỉ gì đâu. Nên là em cần cái tờ giấy bên trong này. Có địa chỉ bên trong này này. Đấy, cho nó an toàn. Đó. Đấy con đồng hồ của bác Thắng ở Phú Thọ. Đó. Rồi. Chào các bác.